Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới kéo dài 5 ngày, nghe thật hấp dẫn, nhất là đối với những ai yêu thích du lịch. Biết bao nhiêu nơi có thể đi, bao nhiêu buổi tụ tập với người thân, bạn bè đang chờ đợi. Nhưng công việc vốn không biết chờ đợi, deadline xếp hàng trước mặt. Vậy là để có các ngày nghỉ trọn vẹn, ai cũng cố gắng làm xong mọi việc, thậm chí là bận rộn và làm ngày, làm đêm. Vâng, như vậy là chúng ta đang chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ lễ dài tới 5 ngày. Không biết chị Trang đã có kế hoạch gì cho mình chưa ạ? Vâng, thưa chị Thúy là tôi cũng đang cố gắng để sắp xếp để mong là mình có thể nghỉ được từ 2 đến 3 ngày thôi, chứ không mong được nghỉ đến 5 ngày giống như mọi người. Bởi vì nghề nghiệp của chúng ta thì chị cũng đã biết đấy, là vào những cái dịp nghỉ lễ Tết thì là nhiều chương trình còn phát sóng nhiều hơn cả những ngày thường. Và tôi cũng mong là mình có thể được nghỉ trong kỳ nghỉ tới ạ. Vâng, còn tôi thì cũng đã có lên kế hoạch để chúng ta có thể thư giãn cùng với gia đình của mình. Và dù thi thoảng trong năm chúng ta cũng có những kỳ nghỉ ngắn ngày rồi, như những ngày nghỉ khác chúng ta vừa nghỉ từ ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương đúng không ạ? Thế nhưng trước khi bước vào những kỳ nghỉ lễ khác thì lúc nào dường như là chúng ta cũng đều rất là hào hứng với những điều đó đúng không nào? Vâng, thưa quý vị thì ngay bây giờ thì mời quý vị cùng xem là mọi người đang đón nhận kỳ nghỉ lễ dài ngày như thế nào và họ cũng đã sắp xếp thu xếp các công việc ra sao ạ? Sau lễ thì thường là khách hàng cũng sẽ đỡ hơn một chút vì là dịp lễ thì họ mua nhiều. Đấy thì mình cũng sẽ sắp xếp thời gian để có kế hoạch đi chơi riêng và cũng dành thời gian để nghỉ ngơi. Xong xuôi hết được tất cả công việc ở cơ quan thì khi mà mình nghỉ thì mình sẽ cảm giác thoải mái hơn, và sau khi mà mình quay lại thì mình sẽ không bị kiểu như là ngợp khi mà mình vừa nghỉ dài xong bây giờ phải ngập trong một loạt các công việc mà mình cần phải giải quyết. Mình nghĩ là mọi người nên cân bằng thời gian và xử lý công việc một cách cứ như bình thường thôi, sắp xếp thời gian một cách cân bằng hợp lý thì công việc nó sẽ được giải quyết một cách cẩn thận, tỉ mỉ hơn, chứ không dồn việc, tránh tình trạng dồn việc thì nó sẽ không đạt hiệu quả chất lượng công việc. Theo mình thì nhiều người mình nghĩ là sẽ có cảm giác là sẽ thấy áp lực, nhưng mà mình lại nghĩ đó là một động lực để khi mà mình làm việc thật là nhiều như thế, vì một cái tương lai là mình sẽ được đi chơi thật là thỏa thích, và sau khi đi chơi thì mình không bị quá nhiều công việc dồn lên, khi đấy mình nghĩ sẽ áp lực hơn. Vì vậy nên là mình thấy việc làm việc nhiều công việc cùng một lúc trước kỳ nghỉ lễ là một điều khá là thú vị và vui thay vì là mình thấy áp lực ạ. Mình thấy mọi người dành nhiều thời gian về thăm gia đình hoặc là đi chơi với người yêu, bạn bè gì đó, thì với mình lại chọn làm thêm, vì trong những ngày này công việc lương nó cao hơn, mình cũng muốn kiếm thêm một chút để trang trải cuộc sống sinh viên của mình. Vào ngày lễ thì thường thì các công việc khác thì được nghỉ, còn mình thì phải năng suất hơn, bởi vì dịp lễ là cái dịp mà mình đón tiếp nhiều khách nhất, nên là mình sẽ tranh thủ một chút thời gian trong đấy. Ví dụ như là thời gian vào buổi tối thì mình sẽ đi cà phê với gia đình, bạn bè, hoặc là tranh thủ về nhà ăn một bữa cơm với gia đình. Vâng ạ, như vậy là rõ ràng mỗi người thì đều có một tâm trạng khác nhau và những sự chuẩn bị khác nhau cho những kỳ nghỉ dài ngày. Nhưng nhìn chung tôi thấy rằng mọi người đều hiểu rằng dù chúng ta có nghỉ lễ dài ngày đi chăng nữa thì vẫn phải có một tinh thần trách nhiệm với công việc, và đó cũng là điều mà chúng ta thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh. Vâng, đúng rồi ạ. Nhất là tại nhiều các cơ quan, công sở và nhất là những nơi mà trực tiếp giải quyết các công việc thủ tục hành chính và giải quyết các công việc của người dân thì chúng ta sẽ thấy rõ được tinh thần trách nhiệm của mọi người ạ. Bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân. Từ 10 ngày nay, chị Trang, chuyên viên trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đều đến cơ quan sớm hơn 30 phút và về muộn hơn thường ngày. Vì khối lượng hồ sơ nhận và giải quyết của người dân gửi đến tăng lên gấp 3, gấp 4. Có lẽ do mọi người muốn làm thủ tục trước dịp lễ cho yên tâm, nên với khối lượng công việc như vậy, dù có tin vui đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liền 5 ngày, nhưng chị Trang cũng như những nhân viên bộ phận một cửa khác chưa có thời gian để nghĩ đến kỳ nghỉ. Mọi người đều dồn tâm sức và trách nhiệm cho khoảng 100 hồ sơ tiếp nhận và xử lý mỗi ngày. Cái lượng hồ sơ nó tăng đột biến và em đã phải tăng ca cũng như là làm thêm giờ hoặc đến sớm hơn những giờ hành chính theo quy định. Thường thường là nửa tiếng mà cũng như là về muộn hơn thì là đương nhiên rồi. Mà để cố gắng giải quyết hết công việc và cái sự phát sinh công việc một cách bất ngờ này, nhưng mà anh em vẫn đang rất là cố gắng để hoàn thiện. Để có 5 ngày nghỉ, dù công việc tăng gấp bội, thì những nhân viên một cửa vẫn phải đảm bảo tốt nhiệm vụ, vẫn phải kịp xử lý toàn bộ hồ sơ cho người dân, trả hồ sơ đúng hạn, đảm bảo chất lượng phục vụ người dân.
chậm nhất là thứ 6 ngày 26 tháng 4 tới, trước kỳ nghỉ lễ, kể cả hồ sơ online. Làm để phục vụ cho công tác tiếp nhận và hoàn thành công việc của mọi người đến đây làm hồ sơ thì em rất là cố gắng. Và hiện tại thì số lượng khách đến rất là đông, nên em xin phép để làm việc tiếp ạ. Đúng vậy chị Thúy ạ, đối với những giấy tờ, những thủ tục hành chính của người dân mà chúng ta đang, giả dụ là chúng ta đang cần gấp đi, nhưng vì lịch trình của cái ngày nghỉ lễ nó quá dài, làm cho giấy tờ nó bị chậm trễ chẳng hạn, mà đôi khi là dẫn đến hỏng việc ấy, thì cũng sẽ rất là đáng tiếc. Chính vì vậy mà ở các cơ quan hành chính thì cũng đã có những phương pháp để giúp cho người dân yên tâm hơn, giúp cho người dân có thể sắp xếp được các ngày nghỉ dài và yên tâm rằng là tất cả các giấy tờ thủ tục sẽ được đẩy nhanh quy trình và có thể giải quyết trước ngày nghỉ lễ ạ. Vâng, và rõ ràng như chúng ta thấy thì nếu như mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn một chút, giả dụ như là chúng ta đi sớm hơn một chút hay là ta làm muộn hơn một chút đi là có thể giúp người dân có thể giải quyết được tới hơn 100 bộ hồ sơ rồi, được không ạ? Vâng, đó là những công việc hành chính thì chúng ta có thể sắp xếp hoặc là có thể lo liệu để chúng ta có thể làm và giải quyết xong trước kỳ nghỉ lễ. Nhưng mà chị Thúy có biết không là có những công việc, có những nghề nghiệp mà trong những ngày nghỉ lễ thì họ không thể nghỉ ạ? Tôi dường như đoán được công việc mà chị Trang đang muốn tới, đó là công việc của các y bác sĩ, được không ạ? Bởi vì những người y bác sĩ tại bệnh viện thì họ rất là khó để có thể có được một ngày nghỉ. Chúng ta chưa kể đến việc là các bác sĩ phải trực cấp cứu thì không thể vắng mặt, dù là ngày nghỉ lễ cuối tuần thôi cũng đã khó khăn rồi, chứ chưa nói đến là những kỳ nghỉ lễ Tết. Vâng, quả thực thì là những người làm nghề y á, thì khi mà làm nghề rồi thì mới hiểu rằng là cái thời gian mà các bác sĩ đồng hành với cả các bệnh nhân đôi khi là còn nhiều hơn thời gian mà họ có thể dành cho những người thân trong gia đình ạ. Đã chọn nghề y, bác sĩ Bùi Đức Duy, trưởng khoa ngoại tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, thường ít có ngày nghỉ trọn vẹn, nhất là vào các dịp lễ Tết. Trong khi người người, nhà nhà được sum họp bên gia đình, vui chơi cũng là lúc bác sĩ Duy cùng đồng nghiệp của mình tạm gác lại chuyện riêng để hết mình với công việc phẫu thuật, điều trị người bệnh. Vì nhiều ca mổ cấp cứu, thời gian không cho phép chờ đợi. Trung bình mỗi ngày, khoa ngoại tiêu hóa do bác sĩ Duy đảm nhiệm thường xuyên phẫu thuật cho gần 10 bệnh nhân. Trong những ngày nghỉ, thực hiện quy định của ngành cũng như của bệnh viện, chúng tôi thực hiện ứng trực 4 cấp, trực ban giám đốc, trực lãnh đạo, trực chuyên môn và trực hậu cần. Đối với những chuyên khoa đặc thù thì ngoài trực chuyên môn, chúng tôi còn có trực thường trú, trực tham vấn để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cấp cứu kịp thời cho người bệnh 24/24, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, để tránh những cái tai biến, những cái biến chứng cũng như là sự phức tạp của bệnh thì người bệnh nên đến thăm khám bệnh viện kịp thời để tránh những cái hậu quả và những cái tai biến nặng nề không mong muốn. Ở một không gian khác của bệnh viện, những con người cũng không có lễ Tết, đó là các cán bộ y bác sĩ tại khoa nội thận tiết niệu. Ngày nào cũng có 3 ca chạy thận cho khoảng 200 bệnh nhân, cứ cách ngày là đến gắn mình với chiếc máy. Và dịp này, 2 bác sĩ và 10 điều dưỡng sẽ đáp ứng trực suốt trong 5 ngày nghỉ lễ, 4 năm chạy thận tại khoa. 3 lần trong một tuần, bệnh nhân Hồ Thị Lập ở xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai đều được các y bác sĩ phục vụ kịp thời, điều trị chạy thận. Tất cả các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình mà rất là vất vả luôn. Bởi vì là có khi là đến bữa trưa ấy, khoảng độ 12, 11, 12 giờ trưa nhưng các cô có khi là không được ăn đâu. Tại vì có khi là phải túc trực nhau để trực, tại vì là các máy mà, máy nào mà nó trục trặc là kêu là phải, các cô có khi quên cả bữa cơm trưa luôn. Cho nên các cô bác sĩ rất là nhiệt tình luôn, chúng tôi rất là kính nể các bác sĩ ở đây. Người dân nghỉ lễ nhưng cũng lúc lưu lượng bệnh nhân vào các khoa cấp cứu, hồi sức, chấn thương gia tăng do liên quan đến uống rượu, tai nạn giao thông. Vì vậy, những ngày nghỉ lễ, các y bác sĩ luôn ứng trực 24/24 giờ, căng mình phục vụ bệnh nhân. Xem xong những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng cảm nhận được thêm phần nào áp lực của các y bác sĩ vào những ngày nghỉ hay là lễ Tết. Trong mọi lúc mọi người được nghỉ thì họ vẫn phải tập trung cao độ cho những ca trực của mình để sẵn sàng ứng phó với những ca cấp cứu, để làm sao mà người dân không có một tâm lý e dè đến viện trong những ngày nghỉ.
Vâng, đúng là như mọi người vẫn nói thì khi mà làm nghề y thì ngoài có tài, có đức ra thì tôi nghĩ là chúng ta cũng cần đề cao, vì các bác sĩ luôn có một tinh thần thép, một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao để có thể sẵn sàng đối mặt với cả những khó khăn hoặc là những sự bất ngờ xảy đến với cả các bệnh nhân. Và những từ những câu chuyện của các bác sĩ thì chúng ta có thể thấy rằng là dù là ở vị trí công việc như thế nào hay là vì ở một ngành nghề nào đi chăng nữa thì là chúng ta cũng để có một kỳ nghỉ trọn vẹn thì chúng ta cũng đều cần có ý thức đặt cái chất lượng công việc lên hàng đầu, chứ không thể lấy lý do là mình có ít thời gian quá, mình cần làm gấp hoặc là làm nhanh để kịp deadline mà chúng ta làm những cái công việc một cách xuề xòa hay là làm cho xong được ạ.